Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, các đảng viên Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Đua, Tất Thành Cang bị kỷ luật đảng nhưng về mặt chính quyền thì lại vô can. Có lẽ thì ông Nguyễn Phú Trọng đã bó tay trước những tội nhân này. Thực ra thì không biết các thế lực nào đã đứng đằng sau Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Đua và Tất Thành Cang mà ông Nguyễn Phú Trọng không thể đưa ba thanh củi này vào lò. Hệ thống văn bản pháp luật ở Việt Nam cho đến nay thì vẫn chưa có luật như luật biểu tình, luật về quyền lập hội, luật về đảng chính trị. Tuy chưa có luật về đảng chính trị, song có một nguyên tắc hễ một viên chức đảng viên nào của Đảng Cộng sản Việt Nam bị đảng thi hành mức án kỷ luật thì người ấy dễ được coi là vi phạm pháp luật và đó được quy định trong hệ thống văn bản pháp luật của Việt Nam. Dĩ nhiên thì ở đây cũng có nhiều loại trừ như các đảng viên Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Đua, Tất Thành Cang bị kỷ luật đảng nhưng về mặt chính quyền thì lại bình yên vô sự. Tại cuộc họp giao ban báo chí quý 3 của cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vào chiều 22 tháng 9 năm 2020, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn khi đề cập đến vụ việc Lê Vinh Danh, hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng có nói thế này, xin trích: việc đi đến một hình thức xử lý kỷ luật về đảng là theo điều lệ của đảng, theo quy trình và cách làm của đảng. Tổng Liên đoàn tôn trọng quyết định ấy của một tổ chức đảng. Hiện nay thì theo quy định của pháp luật và của đảng thì sau khi xử lý về mặt đảng sẽ tiếp tục xử lý về mặt chính quyền và việc này sẽ tiếp tục xử lý theo quy định. Tôi hôm nay chưa nói được vì đang trong quá trình thực hiện nhưng vài hôm nữa sẽ trao đổi đầy đủ hơn. Trước đó thì ngày 18 tháng 9 năm 2020, Ủy ban Kiểm tra Đảng, Ủy khối Đại học Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố quyết định kỷ luật và thông báo kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về việc xem xét xử lý kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Lê Vinh Danh, hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng đang bị tạm đình chỉ chức vụ hiệu trưởng. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã quyết định đình chỉ các chức vụ Bí thư Đảng ủy trường Đại học Tôn Đức Thắng, đình chỉ sinh hoạt cấp ủy ban chấp hành đối với ông Lê Vinh Danh. Căn cứ vào quyết định này thì ngày 25 tháng 8, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có quyết định đình chỉ chức vụ hiệu trưởng 90 ngày đối với ông Lê Vinh Danh. Như vậy thì quả thật đúng như lời của ông Trần Thanh Hải, người từng có thời gian được Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phân công ông sang giữ chức tổng biên tập báo Người Lao động, thì mọi chuyện liên quan đến chức vụ hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng đã được phía đảng xử trí mà không cần căn cứ vào luật giáo dục đại học. Và tiếp theo đó thì dường như theo lời của Trần Thanh Hải, đảng đã yêu cầu chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đồng bộ xử trí Lê Vinh Danh, tránh tình cảnh là sắp tới đây là chống đánh xuôi kèn thổi ngược trong vụ việc này. Từ vụ việc cụ thể nêu trên thì cho thấy nhân chuẩn bị nhiệm kỳ mới của Đảng và Quốc hội Việt Nam thì cần thiết đặt ra vấn đề nghiêm túc trong các văn kiện chính trị về luật đảng chính trị. Theo đó thì để áp dụng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đòi hỏi Việt Nam phải đổi mới chính trị và đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước có hiệu quả. Để làm được điều trên thì từ vị trí của một quốc gia đi sau, chúng ta cần tự tin nghiên cứu và tham gia các đảng chính trị, các tổ chức xã hội ở một số nước trên thế giới vào hoạt động kiểm soát quyền lực của nhà nước. Qua đó thì có thể rút ra một số kinh nghiệm cho Việt Nam. Nếu như chúng ta chọn tham khảo Trung Quốc, vì Trung Quốc cũng là nước xã hội chủ nghĩa, nhưng pháp luật của họ cho phép nhiều đảng chính trị được hoạt động. Tuy nhiên thì các đảng đó phải chấp nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thay vì tranh giành ảnh hưởng, hợp tác nhiều đảng được coi là đặc điểm và đặc thù của hệ thống chính trị Cộng sản Trung Quốc. Ngoài Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền thì 8 đảng khác hoạt động với mục đích tồn tại cùng nhau, giám sát lẫn nhau và giám sát dân chủ đối với các cơ quan nhà nước vì lợi ích của đất nước, nhân dân. Tuy nhiên thì hoạt động của các đảng chính trị ở Trung Quốc mờ nhạt, không có ảnh hưởng đáng kể trong đời sống chính trị, xã hội. Vì vậy mà vấn đề đảng phái chính trị kiểm soát quyền lực nhà nước ở Trung Quốc thực chất không có nhiều ý nghĩa trong thực tiễn. Trường hợp chúng ta vẫn trung thành với chủ nghĩa cộng sản và chọn tham khảo Hoa Kỳ thì sao? Giáo trình mà sinh viên trường luật được học cho biết như sau: Hoa Kỳ có hàng trăm đảng chính trị cùng hoạt động,
Tuy nhiên thì trong lịch sử nước Mỹ thì chỉ có Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa là thay nhau cầm quyền và việc cầm quyền được thông qua cuộc bầu cử cạnh tranh quyết liệt. Còn lại thì các đảng khác chỉ có thể tham gia vào đời sống chính trị, xã hội một mức độ hạn chế. Mặc dù các đảng chính trị luôn cạnh tranh với nhau nhằm giành quyền kiểm soát bộ máy nhà nước, nhưng họ vẫn cùng nhau chia sẻ những cam kết chung và những giá trị cơ bản của xã hội, đó là chế độ nhà nước Cộng Hòa tôn trọng hiến pháp và các nguyên tắc của nó. Hiến pháp, luật pháp của Mỹ buộc mọi đảng viên chính trị, kể cả đảng cầm quyền, nhóm lợi ích phải tuân thủ, thực hiện pháp luật, hoạt động cạnh tranh và tranh giành ảnh hưởng của sự ủng hộ của các cử tri phải trong khuôn khổ quy định của pháp luật, của luật chơi, thỏa thuận. Mọi vi phạm đều xử lý theo quy định của pháp luật và pháp luật tạo cơ sở pháp lý cho các đảng chính trị đấu tranh và tranh giành các kiểm soát quyền lực của nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, Tổng Bí thư có trách nhiệm cụ thể ra sao khi mà đồng chí đã phân công cán bộ mà một số cán bộ ấy về sau lại là củi được chính đồng chí đốt lò? Mục đích của chúng ta, trách nhiệm của chúng ta là phải xây dựng được một ban chấp hành trung ương mạnh, một bộ chính trị mạnh, một ban bí thư mạnh, thật sự đoàn kết. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói. Và báo điện tử Vietnamnet có bài trăn trở của ông Tổng Bí thư về ban chấp hành trung ương khóa 13. Tư cách là đảng viên, tôi muốn qua bài viết này được chia sẻ những trăn trở của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Thứ nhất là tôi chọn trang Việt Nam Thời báo để gửi bài cộng tác đây vì qua đó tôi muốn nhấn mạnh với đồng chí Tổng Bí thư rằng trong mọi trường hợp đảng cần biết lắng nghe ý kiến đa chiều của các kênh truyền thông khác nhau. Nếu đồng chí Tổng Bí thư chỉ đọc mỗi mấy trang giấy A4 về những báo cáo tóm tắt báo chí hàng ngày được đặt lên bàn làm việc của đồng chí thì xin hãy nhớ đó là những tin tức được định hướng để báo cáo cho đồng chí đọc. Thứ hai, đồng chí Tổng Bí thư hãy bình tâm giải thích vì sao lâu nay và dường như đã đến tận lúc này đồng chí vẫn khăng khăng vào mẫu hình quản lý tương tự như Trung Quốc. Theo đó thì đồng chí trung thành với cơ cấu Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Công an phải là Ủy viên Bộ Chính trị. Đồng chí cứ nghĩ như thế nào khi lâu nay trong Bộ Chính trị, nội bộ của Đảng đã bất bình ra mặt khi có sự phân biệt quyền lực chính trị giữa Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an với các bộ Tài chính, Giáo dục, Công thương, Nông nghiệp, Văn hóa, Giao thông, Tư pháp. Không thể nói rằng bộ nào quan trọng hơn hẳn bộ nào trong việc gìn giữ đảng. Giả dụ nếu như bộ trưởng tài chính khiến cho nợ nần quốc gia đầm đìa thì cách nào đảng cũng phải chống đỡ khó khăn trong việc tồn tại, đặc biệt là lòng tin của dân chúng. Đất nước phải có không gian phát triển bình thường như các quốc gia văn minh khác để lấy phát triển là ưu tiên số 1, chứ không phải là ban chấp hành trung ương, bộ chính trị, ban bí thư. Chỉ có phát triển dân giàu nước mạnh thì an ninh quốc phòng theo đó mà bền vững. Bè bạn tôn trọng, theo đó thì ngoại giao chỉ việc chào mừng. Thứ ba, đồng chí cần xem lại việc độc quyền quy hoạch cán bộ của chính đồng chí, tức là của đảng. Một đơn cử thật khó hiểu khi mà đồng chí Tổng Bí thư đã chọn một trưởng ban tuyên giáo mà hôm rồi đã huấn thị đại ý rằng qua việc phát triển từ thế lực thù địch mà đồng chí Tổng Bí thư hay nhắc đến trong các diễn văn để tiến đến triết học thù địch. Đây là một chuyển biến về chất rất đáng lo ngại của ngành tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thứ tư, Tổng Bí thư có tính thử học hỏi kinh nghiệm về các đảng chính trị ở nước bạn. Theo tôi biết thì không chỉ Hoa Kỳ mà nhiều quốc gia khác cũng có Đảng Cộng sản. Việc bầu cử ở những nơi này là phổ thông, đầu phiếu với sự cạnh tranh song phẳng giữa các đảng phái chính trị trong cơ cấu quyền lực ở Quốc hội cũng như nội các, thủ tướng hay tổng thống. Đồng ý Việt Nam vẫn theo mô hình quốc gia đơn đảng, song ngay cả trong đơn đảng thì quyền phổ thông đầu phiếu của các đảng viên cũng cần phải được tôn trọng. Thời gian qua thì cá nhân tôi thấy rằng nhân danh Bộ Chính trị, đồng chí và nhóm thân hữu của đồng chí dường như cho mình đặc quyền chọn lựa hay thay thế các nhân sự về mặt đảng lẫn dân sự như các chức danh giám đốc sở, chủ tịch tỉnh vốn thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân các địa phương đó. Thứ năm, nếu thực sự trăn trở và mong muốn tìm được hướng phát triển tốt nhất cho Đảng trong nhiệm kỳ tới, tôi mong rằng ông Tổng Bí thư cần có một báo cáo tổng kết thật sòng phẳng về chính cá nhân của Tổng Bí thư và đã làm gì cho Đảng và cho nhân dân trong suốt thời gian dài Tổng Bí thư nắm đỉnh cao chót vót về quyền lực,
từ Chủ tịch Quốc hội cho đến Tổng Bí thư, rồi Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tổng Bí thư đã có trách nhiệm cụ thể ra sao khi Tổng Bí thư phân công cán bộ mà một số cán bộ ấy về sau lại là củi được chính Tổng Bí thư đốt lò? Riêng cá nhân tôi cho rằng thậm chí Tổng Bí thư vẫn thủ cựu quan điểm về nhân sự. Một dẫn chứng gần nhất là vào chiều ngày 22 tháng 9 năm 2020, báo chí đưa tin về Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã triệu tập phiên họp bất thường kiện toàn nhân sự, bãi nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đối với Nguyễn Đức Chung, bầu ông Chu Ngọc Anh Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ông Chu Ngọc Anh là Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ được Bộ Chính trị của Tổng Bí thư điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 vào chiều ngày 18 tháng 9 năm 2020, và đây là bước thủ tục để cho ông Chu Ngọc Anh ngồi vào ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Lời thật mất lòng, rất mong là Tổng Bí thư lắng nghe để đảng của chúng ta thật sự làm tốt vai trò tôi tớ, nhân dân, di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một bài góp ý của một đảng viên dành cho ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nên bỏ quy định về độ tuổi vào Ban chấp hành Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 đang tới gần, vấn đề sắp xếp nhân sự đang là bài toán hóc búa. Các phe phái đang tìm cách vận động giáo diết để đưa người của mình vào Ban chấp hành Trung ương, Ban bí thư Bộ Chính trị và cao hơn là tứ trụ bằng tất cả các ngón nghề điều luyện của mình để giành ưu thế trong cuộc chạy đua cam go và khốc liệt này. Vấn đề ai ở ai đi đang được bàn cãi một cách quyết liệt, trong đó thì vấn đề hóc búa nhất là đàn áp và sử dụng quy chế đặc biệt cho những người quá tuổi theo quy định. Để tháo gỡ khó khăn này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đã có cuộc trao đổi với Vietnamnet một số nội dung như sau. Phát biểu kết luận Hội nghị Trung ương 12 vừa qua thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói Ban chấp hành Trung ương khóa 13 cần có 3 độ tuổi dưới 50, trên 50, dưới 60 và trên 61 tuổi trở lên. Tại khóa 10 và khóa 11 đều có một trường hợp đặc biệt là ông Nguyễn Phú Trọng, sau đó thì người có hai lần đặc biệt này đều làm Tổng Bí thư khóa 11 và 12. Theo quy định, những trường hợp đặc biệt tiểu ban nhân sự thảo luận trước và sau đó báo cáo Bộ Chính trị rồi Bộ Chính trị trình Trung ương. Lúc này thì ông Trọng và trưởng ban nhân sự đứng đầu là Bộ Chính trị để vượt qua cửa ải này khỏe re như bò kéo xe. Nhưng vấn đề là nhiều ủy viên Trung ương 60 tuổi mà phải nghỉ hưu thì quá lãng phí. Có nhiều lý do để chọn trường hợp đặc biệt. Một là bản thân người đó thật sự có đức, có tài, như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Không phải là do không tìm được người, mà vấn đề đặc biệt người đó ở lại có lợi cho đảng, cho dân. Lý do thứ hai là lĩnh vực đó khó tìm được người thay thế tốt hơn. Nghĩa là ngoài ông Trọng ra thì trong số gần 5 triệu đảng viên hiện nay không có ai được như ông Nguyễn Phú Trọng. Đó là theo cách nói của những ông này. Trong lịch sử đảng trước đây thì chọn nhân sự không căn cứ vào độ tuổi, như ông Hồ Chí Minh làm việc đến 79 tuổi cho đến hơi thở cuối cùng. Các ông như Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng cũng làm việc không tính tuổi tác. Và ngay như ông Đỗ Mười được bầu làm Tổng Bí thư khi đã 74 tuổi. Thế giới cũng không tính tuổi, nhưng trường hợp của Thủ tướng Malaysia 92 tuổi như vậy thì sẽ tận dụng được người có tài. Ông Nguyễn Hiền, Đỗ Trạng Nguyên 53 tuổi và làm quan. Nghĩa là cha ông ta đã từng bổ nhiệm cán bộ trẻ, từng bổ nhiệm cán bộ cao tuổi. Ý này cũng hợp với ông Nguyễn Hồng Diên khi vừa ở Thái Bình, đường nhuệ lên Trung ương, và ông ta có ngay một bài viết rất tuyên giáo và ca ngợi ông Nguyễn Phú Trọng lên tận mây xanh. Ông Diên lo lắng rằng nếu như không có Nguyễn Phú Trọng thì biết lấy ai mà chèo lái đất nước. Trường hợp đặc biệt về tuổi như Tổng Bí thư là hạnh phúc của đảng, của dân tộc. Một số cán bộ trong khóa 12 được xem là trường hợp đặc biệt, trong đó có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đều thể hiện xuất sắc trong công việc. Một số khác lại có ý kiến rằng nên bỏ quy định về độ tuổi vì ngạn ngữ Việt Nam có câu gừng càng già càng cay.
Ngay với ông Trọng cũng đề nghị làm tiếp đến chết thì thôi, mặc dù ông đi lại rất khó khăn mà hầu như ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, và ở nhà thì nhiều hơn ở cơ quan. Tức là ông nhận hàng chục khoản lương liên quan đến các chức vụ của ông đang giữ, nhưng mà thực ra hầu như ông không đến cơ quan để làm việc. Và ngay với ông Trọng thì đề nghị tiếp tục làm cho đến chết là một điều mà nhiều người đang cố ca ngợi để cho ông này tiếp tục ngồi ở đại hội 13. Riêng ông Trọng vừa là người Bắc có lý luận, và hơn nữa ông ý là ở lại giữ gìn sự ổn định và tiếp tục công việc đốt lò. Đừng thắc mắc vì sao mà Lê Thanh Hải, Tất Thành Cang tội Tây Đình mà tại sao đến nay thì vẫn chưa vào lò. Nên hiểu rằng như Hải Heo, Cang là những con bò sữa khổng lồ, nếu tống chúng vào lò thì lấy ai cúng nạp hàng năm, cứ để đấy lâu lâu vắt một ít có phải là lợi hơn không? Nên bỏ quy định khám định kỳ 6 tháng một lần đối với cán bộ cấp cao do Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Trung ương quản lý. Nếu đi khám định kỳ mà bị tắc thở như ông Nguyễn Đình Tứ thì thà không đi khám còn hơn. Nên chú trọng cơ cấu các thái tử đảng, vì con lãnh đạo làm lãnh đạo là hồng phúc cho dân tộc. Một khi mà các thái tử đảng lên làm lãnh đạo là điều tốt nhất, là sẽ duy trì chế độ một cách bền vững, đi theo con đường của cha ông. Hơn nữa thì các hạt giống đỏ sau khi làm lãnh đạo không ai bới việc quá khứ dù có sai mấy, vì chẳng lẽ họ đào mạ cha ông của mình hay sao? Ông Hồ Đức Việt khi còn làm trưởng ban trung ương là ứng viên sáng giá nhất thay cho Mạnh Mược làm tổng bí thư, vì đã dám loại hai hạt giống đỏ là Nguyễn Thanh Nghị và Nông Quốc Tuấn nên bị rớt đai và phải ôm hận mà chết trong tức tưởi. Nên bầu những người giàu và giữ vững chức vụ quan trọng, vì người giàu sẽ ít tham hơn người nghèo. Còn người nghèo do đói nên vơ vét nhiều khi bị lộ không có gì để moi. Con người giàu thì dễ bóp dái, bắt nôn ra hơn. Đặc biệt là có ý kiến rất hay là tốt nhất là nên giữ lại tất cả khỏi bầu bán, dù ai quá tuổi cũng cho là đặc biệt hết. Như vậy thì khỏi phải xào xáo, lựa đi lựa lại, làm gì cho mất thời gian và mau bạc tóc. Cho dù thì ai ngồi trên vị trí tứ trụ hay trong bộ chính trị thì đất nước Việt Nam vẫn như vậy mà thôi. Người dân Việt Nam vẫn khổ, vẫn bị mất đất, vẫn bị cướp đất và vẫn bị bỏ tù vì rất nhiều lý do khác nhau. Vẫn bị bỏ mạng vì tai nạn giao thông hoặc các bệnh tật liên quan đến trong các tai nạn xã hội. Và khi đến bệnh viện thì chen chúc nhau và lây bệnh cho nhau mà chết chứ không được chữa bệnh. Tóm lại thì nên bỏ quy định về độ tuổi phù hợp với mong muốn của một số người, đừng nói họ tham quyền cố vị, chẳng qua họ muốn cống hiến đấy thôi. Nên cho tất cả Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ này đều tái cử cống hiến tiếp cho dân được nhờ. Vì đối với dân thì ai làm cũng thế thôi, ai lấy mẹ thì dân cũng kêu bằng dượng. Đừng quan tâm đến một số vị đã bị bại lộ và đang bị sổ khám vì họ ăn vụng nhưng không biết chùi mép, hoặc không biết trùng trì cho cấp trên, hoặc không biết làm phép chia cho một cách công bằng. Hãy vững tin vào tương lai sáng lạn của Việt Nam, vì dù mây mù đang bao phủ toàn cầu nhưng mặt trời thì vẫn đang chói sáng trên bầu trời Việt Nam. Vì lý tưởng cao đẹp của những người cộng sản là phục vụ nhân dân và cống hiến đến hơi thở cuối cùng. Thưa quý vị và các bạn, nguyên chủ tịch Petroland Bùi Minh Chính bị truy tố. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hôm 23 tháng 9 vừa qua đã truy tố Bùi Minh Chính, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Petroland, cùng với các đồng phạm vì lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị can liên quan vụ án lập khống 17 hợp đồng gây thất thoát cho công ty Petroland 50,6 tỷ Việt Nam đồng. Theo cáo trạng thì Bùi Minh Chính cùng với Ngô Hồng Minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Petroland, và Trần Hữu Giang, nguyên phó giám đốc Petroland, có vai trò chủ mưu trong vụ án. Từ năm 2012 đến năm 2017 đã lập hồ sơ thanh toán phí dịch vụ tư vấn lên đến với dự án trung tâm thương mại tài chính dầu khí Phú Mỹ Hưng, tòa nhà Petroland Tower để tư lợi. Cụ thể, Chính đã chỉ đạo Giang móc nối với nhiều công ty bên ngoài và giao cho các nhân viên sàn giao dịch bất động sản Petroland lập khống 17 hợp đồng dịch vụ tư vấn với 7 công ty, chuyển tiền của Petroland cho 7 công ty trên với tổng số tiền là 50,6 tỷ Việt Nam đồng. Tin cho biết là do Ngô Hồng Minh và Trần Hữu Giang đã bỏ trốn, các cơ quan tố tụng quyết định tách hành vi của hai bị can này sẽ xử lý sau khi bắt được.
Trong một số diễn biến khác thì vào ngày 22 tháng 9, Bộ Công an, Viện Kiểm sát Cộng sản Việt Nam vừa khởi tố bắt giam nhiều bị can tại trung tâm ATEC Hà Nội và công ty Junimed Hà Nội. Theo công an thì những bị can này bị truy tố vì thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí tại công ty Junimed Hà Nội và trung tâm ATEC Hà Nội và một số đơn vị có liên quan. Năm bị can bị bắt liên quan đến trung tâm ATEC Hà Nội gồm có Phạm Văn Thắng, nguyên giám đốc trung tâm ATEC Hà Nội, Trần Thị Lan Hương, nguyên kế toán trưởng trung tâm ATEC Hà Nội và Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Thị Ngọc Uyên và Nguyễn Đắc Phước. Và ba bị can liên quan trong vụ công ty Junimed Hà Nội gồm có Trần Quốc Hùng, nguyên tổng giám đốc, Đặng Thị Minh Chi, nguyên phó tổng giám đốc và Nguyễn Thị Phương Liên, nguyên trưởng phòng kế toán. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra vụ án. Thưa quý vị và các bạn, trụ trì chùa ở Vĩnh Long lừa đảo chiếm đoạt tiền bị buộc phải hoàn tục. Trụ trì chùa Phước Quang ở huyện Tam Bình bị kỷ luật cho hoàn tục trở về nhà do bị tố cáo lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn. Theo báo Tuổi Trẻ thì ngày 23 tháng 9, Hội đồng trị sự giáo Phật Phật giáo Cộng sản Việt Nam thông báo là đã cho Đại Đức Thích Phước Ngọc, tục danh là Phạm Văn Cung, 38 tuổi, trụ trì ở Phước Quang, kiêm giám đốc cô nhi viện Suối Nguồn Tình Thương ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long hoàn tục vì bị tố cáo lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn. Theo đó thì trong thời gian qua thì Ban Thường vụ Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Cộng sản Việt Nam nhận được nhiều đơn tố giác Đại Đức Thích Phước Ngọc đã ép buộc lừa đảo chiếm đoạt với số tiền lớn với những chứng cứ và các biên lai chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mang tên Phạm Văn Cung, song các báo nhà nước không cho biết cụ thể sự việc. Sau khi xác minh thì ngày 17 tháng 8, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Cộng sản Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã cho trụ trì Thích Phước Ngọc hoàn tục trở về nhà, đồng thời thì thu hồi chứng điệp thọ giới, chứng nhận tăng ni và xóa danh bộ tăng ni đối với Đại Đức Thích Phước Ngọc. Liên quan đến trụ trì ở Vĩnh Long vi phạm đạo đức trước đó 3 hôm tháng 9 thì trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài viết kèm với video clip cùng với nhiều hình ảnh một số tăng sư ở trong chùa Long Thành, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ có nhiều lời nói thiếu chuẩn mực, đánh bài ăn tiền và đánh người già đang tá túc ở trong chùa. Cụ thể trên Facebook có tên Hộ Pháp có bài viết kèm theo nhiều video clip có hình ảnh tố cáo cho rằng Đại Đức Thích Thiện Tâm đã phá giới, tổ chức chứa chấp đánh bài bạc ăn tiền, nhậu nhẹt, ăn thịt cá tại chùa và hành hung người già neo đơn đang nuôi tại chùa. Trong các video clip cũng có hình ảnh một số tăng sư trong nhà chùa này đang đánh bài ăn tiền và một số clip quay lại cảnh một phụ nữ lớn tuổi đang tá túc tại chùa cho xem các vết thương thâm tím ở hai bên đùi, nói bị sư phụ đánh, cùng với các thực phẩm thịt cá khác. Ngoài ra thì một số hình chụp từ màn hình tin nhắn Zalo người có tên là Su Phu và Tam Chi với một số người khác cũng cho thấy là các sư tăng trong chùa Long Thành có những lời nói thiếu chuẩn mực. Trả lời báo VTC News, Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Cộng sản Việt Nam tỉnh Vĩnh Long thừa nhận qua xác minh tố cáo của Đại Đức Thích Thiện Tâm, chủ trì chùa Long Thành, có chứa chấp đánh bài bạc và hành hung người già neo đơn nuôi tại chùa, kiếm trai bao. Qua các sự việc trên thì Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Cộng sản Việt Nam đã chỉ đạo Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Cộng sản Việt Nam các tỉnh, thành tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát sinh hoạt của các tăng ni, tự viện và quản lý chặt chẽ hoạt động cơ sở từ thiện, các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi tại các cơ sở tự viện để tránh các sự việc đáng tiếc xảy ra. Ở Việt Nam thì hầu như các chùa Phật giáo từ Bắc đến Nam thì ở đâu cũng đều có sư quốc danh. Và theo sư quốc danh này thì đó là những sư đảng viên và họ vào đây tu chỉ là kiểm soát về mặt tín ngưỡng mà thôi. Và khi họ vào đây thì những bản chất của đảng viên thì vẫn còn trong máu và thực sự họ đi tu là chỉ mang một cái tính chất, cái mác gọi là tu thôi. Nhưng mà hoàn toàn con người của họ thì vẫn là người trần mắt thịt và những gì họ mong muốn thì đều được xảy ra tại chính những ngôi chùa mà họ đang trụ trì
hoặc là đang tu hành ở trong đó, và liên quan đến đó thì sẽ là ăn mặn, gái gú, bài bạc liên quan đến các vị sư này. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và một điều quan trọng là đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.